Từ bao đời nay, cây sen đã đi vào đời sống và văn hóa của dân tộc. Các bộ phận của cây sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền. Khí hậu nhiệt đới gió mùa cùng hệ thống sông ngòi dày đặc là điều kiện hoàn toàn phù hợp để cây sen sinh trưởng và phát triển. Dù sống trong môi trường nước, nhưng thực tế chỉ có củ sen và một phần thân cây ngâm trong nước. Lá sen và hoa sen vươn lên cao trên mặt nước, đón ánh nắng mặt trời. Trồng sen đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhưng sự phát triển của hoạt động trồng sen chưa tương xứng với tiềm năng của loại cây này. Cây sen là một loại cây có tiềm năng kinh tế, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong trang trí, trong chế biến thực phẩm và dược phẩm. Có thể thấy hoa sen dùng để trang trí, làm trà sen, lá sen, có thể thay thế túi ni lông, làm bao bì, làm thuốc trong đông y, trang trí, củ sen, hạt sen làm thực phẩm, tâm sen làm dược phẩm, thậm chí thân sen giờ đã được sử dụng để dệt vải. Các sản phẩm từ cây sen không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu. Đồng Tháp là địa phương có điều kiện thuận lợi cho cây sen phát triển và sen là biểu tượng đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Thời gian qua, nhiều mô hình trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân với lợi nhuận cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Ngoài ra, nông dân Đồng Tháp còn khéo léo gia tăng giá trị từ cây sen thông qua phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch và phát triển sản phẩm ô cốp. Các sản phẩm từ sen của Đồng Tháp không chỉ là hạt sen sấy, chè sen mà còn được chế biến sâu thành nước uống đóng lon. Nói về Tháp 10 là nói về bựa sen của Đồng Tháp thì là hoàn toàn là được nuôi trồng bằng hoàn toàn sạch, không có sử dụng phân bón hay là hóa chất gì cả, bởi vì chính người nông dân tự trồng được ạ. Tất cả các sản phẩm của Đồng Tháp đều sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín của Nhật vô trùng và đều mang lại giá trị sức khỏe rất tốt cho con người. Hoàn toàn là không sử dụng hương liệu và chất bảo quản ạ. Hiện tại là đang tiêu thụ ở các điểm bán, các cửa hàng ô cốp sạch, các cửa hàng thực phẩm mà sạch của tất cả các tỉnh trong toàn quốc ạ. Nhắc đến những đầm sen đẹp tại Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ đến đầm sen Đồng Tháp 10, Ninh Bình hay loài sen vương giả tại đầm Tịnh Tâm, thành phố Huế. Tuy nhiên, nằm cách thành phố Hà Nội khoảng 110 km, Thái Bình cũng có những đầm sen rộng như đầm sen Vân Đài ở huyện Hưng Hà, đầm sen An Vũ ở huyện Quỳnh Phụ, đầm sen Vũ Tây ở huyện Kiến Sương. Với ý tưởng đưa cây sen trồng trên đất lúa trũng kém hiệu quả, năm 2021, Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã được thành lập. Các sản phẩm từ sen của hợp tác xã đảm bảo chất lượng, an toàn, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn trở thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Hợp tác xã Hoa Sen Vân Đài là thành lập được năm nay năm thứ tư. Thì là trước tiên là tổng diện tích là bây giờ là 20 ha. Để chuyên về trồng các loại sen, sen đi củ, lấy hạt, đi ngó và lấy hoa. Thì khách du lịch đến chụp ảnh hàng ngày nữa. Ở huyện Nam Đàn, xã Kim Liên là nơi có diện tích trồng sen đứng đầu trên địa bàn huyện. Dọc các đường làng, ngõ xóm, cánh đồng trên địa bàn có thể bắt gặp những đầm sen rực rỡ trong nắng hè. Ngoài việc tạo ra cảnh quan xanh mát, làm nên vẻ đẹp riêng, việc trồng sen ở quê Bắc còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân khấm khá trên chính mảnh đất quê hương mình. Năm 2018, Hợp tác xã Sen Quê Bắc được thành lập với mục tiêu đẩy mạnh trồng sen trên địa bàn xã Kim Liên. Hiện Hợp tác xã Sen Quê Bắc đã khảo nghiệm, bảo tồn, trồng, chăm sóc 125 giống sen. Trong số 15 sản phẩm chế biến sâu từ cây sen của Hợp tác xã, có 11 sản phẩm được công nhận từ 3 đến 4 sao ô cốp. Hiện các sản phẩm của Hợp tác xã không chỉ được bán làm quà tặng khi du khách về với quê Bắc, mà đã có mặt ở khắp các thị trường trong Nam, ngoài Bắc, mang lại doanh thu hơn 15 tỷ đồng mỗi năm. Chúng tôi sản xuất ra rất là nhiều các cái sản phẩm, cụ thể là có 15 sản phẩm. Ví dụ từ lá sen thì chúng ta có thể chiết xuất để như vậy là làm các cái sản phẩm từ trà, giúp cho giấc ngủ ngon hơn, nó hoàn toàn thiên nhiên và tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái hạt sen. Hạt sen và củ sen cũng là một trong những cái thành phần được sử dụng để như vậy làm thực phẩm thì cũng được chúng tôi như vậy là sơ chế hoặc là chế biến ra các cái sản phẩm là khô và có thể dễ dàng vận chuyển cũng như là bảo quản rất là tốt. Đến nay, công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ và đầu tư Lộc Phát Nghệ An với thương hiệu quà tặng Phúc An Farm đến nay đã mở rộng được 13 hectare trồng sen. Các giống sen có hương thơm đặc trưng, phù hợp để làm trà như sen quỳ, sen bách diệp, v.v. Ngoài sản xuất trà sen,
Doanh nghiệp này còn có nhiều sản phẩm được chế biến từ loài hoa trên quê hương Bác Hồ như trà tâm sen, trà lá sen, mộc liên trà, hồng liên trà, hạt sen sấy, củ sen sấy và các loại mứt từ nông sản khác, vân vân. Trong đó, trà hoa sen, trà lá sen và hồng liên trà đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Trong quá trình mà đi ra các bạn bè trong nước và quốc tế thì mỗi đất nước và mỗi vùng biển của họ đều có một cái sản phẩm để giới thiệu ra các bạn bè muôn phương. Cho nên là tôi khi quay về Nghệ An, nơi quê hương của tôi, thì tôi muốn giới thiệu về cái làng sen của tôi, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có một cái làng sen đã gây dựng từ hàng trăm năm nay. Và bây giờ tôi muốn phát triển, bảo tồn cái làng sen đó, sử dụng các cái sản phẩm từ chính bà con nông dân trồng, và chúng tôi qua các cái công đoàn chế biến, sử dụng các cái công nghệ cao để có thể tạo ra các cái sản phẩm chất lượng để giới thiệu đến cái sản phẩm sen đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hoa sen không chỉ có giá trị đặc biệt về tâm linh và tôn giáo, mà còn là cây trồng đa giá trị, có giá trị dinh dưỡng và giá trị sử dụng rất cao. Hầu hết các bộ phận của cây trồng này có thể làm thực phẩm, làm dược liệu, làm nguyên liệu cao cấp cho ngành dệt may, đem lại giá trị kinh tế cao. Để việc trồng sen phát triển và ổn định, rất cần tới việc bảo tồn giống, nghiên cứu giống, quy hoạch vùng trồng và phát triển các kỹ thuật cho việc trồng và khai thác. Tăng cường tạo ra các sản phẩm thứ cấp chế biến từ cây sen để nâng giá trị hàng hóa của cây sen, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, kết hợp khai thác du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.